Hello anh em, tiếp tục Honda CRV làm cho bà khách theo yêu cầu, đó là gì? Đó là làm sai vỏ 43,5, làm đúng 8 cầu loa, công tắc nguồn, phích nguồn, rồi chế AUX, rồi anten radio các kiểu, đánh ra loa ngoài và phải là sai 43,5 và phải là màu đen. Radio. Chào quý thính giả, chào MC. Đây là cái bệnh mà trước đây chúng ta ít nói đến, và chúng ta thường khi bệnh nhân ho có cảm giác khói thuốc đợi chờ. AUX đầu cho bạc luôn. Đây. Có như đây là một cái âm ly luôn, khi đã mình đã làm AUX đầy đủ thì đây là một con Honda CRV anh em nhá, màu đen, cho nên làm tất cả màu đen luôn. Tất cả màu đen luôn. Đánh căng đét, đánh ra lo ngoài, đánh ra lo ngoài vô tư. Bỏ qua quảng cáo. Ai có nhu cầu làm các cái mẫu Honda CRV, các mẫu CD ô tô nói chung và các đầu cụ thể thì cứ ở em. Tất cả. Không thiếu một cái gì cả. Anh em nhá. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu chẳng thẳng vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ hãy ngước lên trời xanh. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn ta không được nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bạn. Quay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cạn. Honda CRV. Nếu anh em nào muốn làm thì liên hệ em Sơn. Người dấu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Một con Honda CRV này, tính năng mặc định của nó chỉ là radio và CD. Anh em nào muốn đồ chế có thể AUX nữa. Nhưng mà anh em nào muốn có Bluetooth, em Sơn nhận đồ chế theo Bluetooth, đồ chế USB, giải mã lốt LED, Bluetooth không dây, các kiểu có đầy đủ. Anh em chỉ cần yêu cầu thôi. Còn mặc định anh em làm tùy các option. Còn riêng phong cách của em thì phục vụ khách VIP quen rồi. Cho nên là nhiều khi đặt một hai giá đối với khách VIP nó không quan trọng. Quan trọng là phải em Sơn phải làm cho khách VIP thích. Thế thôi. Cho nên tiền thể thì quảng cáo cho anh em để biết là mẫu CRV là như thế này. Hoặc là anh em thích các kiểu. Tất cả đều máy CNC cắt theo đúng kích thước. Anh em có thể làm một đôi đèn đây, đôi loa bên này. Tùy anh em. Ok nha, quay thoáng qua thì anh em thấy hay thì like, hào phóng để lại cho em một like thôi. Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi, về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ anh. Nơi trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn thằng có tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Thank you.